Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm có thể trị được phòng và trị được các loại nấm gây hại trên cây trồng. Thì ở đây thì mình đang ở trong vườn lan và vườn mai. Thì ngoài cái kiểng ra thì sản phẩm này nó cũng trị được cái loại nấm, phòng được cái loại nấm trên cây ăn quả, cây công nghiệp, vân vân. Thì sản phẩm mình muốn nhắc tới hôm nay đó là sản phẩm Chichoderma gốc, sản phẩm của trường Đại học Nông Lâm. Thì nghe cái tên thì các bạn đã hình dung được và cái thành phần chính của sản phẩm này thì chắc chắn là sẽ có các chủng nấm có lợi Chichoderma. Thì thành phần chính của sản phẩm đó là các chủng vi sinh vật, ví dụ như là Chichoderma hamatum, Chichoderma hazianum, Chichoderma espialum, Chichoderma virai. Thì sản phẩm đậm đặc chứa hơn 10 tỷ bào tử. Và cái độ nở là để mình xem kỹ là 10 mũ 8 các bạn nhé. Ngoài ra thì trong sản phẩm Chichoderma nông lâm này còn chứa bổ sung các vi khuẩn phân giải lân Bacillus hay gọi là lợi khuẩn, các xạ khuẩn kháng sinh Streptomycin, các vi khuẩn cố định đạm Azobacter và axit humic. Ở đây thì các bạn thấy đó, ngoài các chủng vi sinh vật nấm có lợi còn có các vi khuẩn có lợi, ví dụ như vi khuẩn Bacillus này cũng rất là hay nè các bạn. Vi khuẩn Bacillus nó có rất là nhiều chủng. Nhưng mà cái chủng và phân giải lân ở trong đây á, thì nó giúp cho cái loại phân vô cơ mà chúng ta bón cho cây trồng á, cái loại phân nó khó tan á, thì nó cũng có khả năng là nó phân hủy ra, giúp cho cái phân á, nó tan nhanh hơn bình thường, cây hấp thụ dễ dàng hơn. Xạ khuẩn Streptomycin thì các xạ khuẩn này là cái thành phần chính kháng sinh đó các bạn. Mình có một số dòng kháng sinh, ví dụ như là Streptomycin sulfate, đó là một hoạt chất kháng sinh rất là tốt nè. Tiếp theo chúng ta có ví dụ như tetracycline hydrochloride hoặc là ninamycin hoặc là casugamycin. Đó là những cái chủng kháng sinh mà chuyên trị các bệnh do vi khuẩn gây ra trên cây trồng. Tiếp theo là cái vi khuẩn của anh đạm Azobacter, ngoài cái chức năng nó làm cho nó phân hủy các hữu cơ, nó cũng làm cho tăng cái hàm lượng đạm trong đất, giúp cho cây hấp thu và nảy lọc, nảy chồi, cây xanh quang hợp tốt, vân vân. Tiếp theo là có thành phần axit humic, đây là một phần thành phần rất là quan trọng của mùn hữu cơ rồi nhé. Thì ở những video trước thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn á, là mùn hữu cơ nó đóng một vai trò gọi là rất là quan trọng trong việc phát triển cây trồng, nó kích thích khả năng ra rễ của cây, và khi mà cây ra rễ rồi thì nó có sẵn cái độ mùn đó, có sẵn dinh dưỡng đó và nó hấp thụ tiếp theo luôn. Và một điều đặc biệt nữa đó là sản phẩm này có thêm canxi 5% và silic 5%. Chính sự cộng hưởng của hai cái nguyên tố này lại với nhau, silic bây giờ được đưa vào nhóm trung lượng luôn các bạn nhé. Hai nguyên tố trung lượng này với nhau thì nó làm cho thành vách tế bào á, nó sẽ cứng cáp hơn, nó sẽ kháng được, nó sẽ chống lại được cái sự tấn công của các loài côn trùng chích hút cũng như các loài nấm bệnh. Tại vì các bạn biết á, nấm và vi khuẩn á, nó muốn tấn công vào cây trồng được á, thì cái cây chúng ta nó phải có vết thương hở đó. Mà hai cái nguyên tố trung lượng này khi mà chúng ta bổ sung đầy đủ cho cây á, thì cây chúng ta cái thành vách tế bào nó sẽ vững chắc hơn, nó dày hơn. Chính vì đó là nó ngăn cản sự tấn công của côn trùng, cũng như là nó tạo ra một cái bức tường vững chắc giúp cho cây chúng ta kháng bệnh tốt hơn, chống lại cái sự xâm nhập của nấm và vi khuẩn. Thì đối với cái sản phẩm Chichoderma gốc này chúng ta có thể là dùng để ủ phân các bạn nhé. Một gói này thì chúng ta ủ được gói này có 50 gram các bạn, gói nhỏ, gói lớn á 1 kg ta ủ được 1 đến 2 tấn phân ha. Phân chuồng các bạn, ví dụ như là phân bò nè, chúng ta phơi khô, phân dê, phân dơi, vân vân, đó là những loại phân chuồng rất là tốt. Ủ với Chichoderma thì nó càng tốt hơn nữa khi mà chúng ta bón cho cây á, đặc biệt là bón lót.
nó không những là nó cải tạo rất tốt mà nó còn tiêu diệt những cái loại nấm, những loại vi khuẩn có hại có sẵn trong đất. Còn nếu mà các bạn muốn muốn tưới đổ gốc á, hoặc là muốn phun lên lá đó, thì các bạn pha một cái gói này nè, một gói 50g này nè, cho 400 đến 600 lít nước rồi nhé. Về đổ gốc thì chúng ta xử lý được khoảng từ 40 đến 80 gốc đối với cây ăn trái và cây công nghiệp. Còn phun lên lá thì các bạn sử dụng một gói này nè, 50g cho 400 lít nước ha. Tại sao các bạn hỏi mình đó, tại sao lại được dùng nhiều vậy? Tại vì cái độ nở của nấm này rất là cao. Chúng ta cứ nửa gói này cho 200 lít nước rồi nhé, là cái liều nó chuẩn rồi, chúng ta không cần phải dùng quá nhiều đâu. Còn các bạn nào kỹ hơn thì định kỳ, một tháng mình phun một lần cũng được, nhưng mà chúng ta dùng cái liều như mình chia sẻ thôi, không có tăng liều làm chi cả. Cái nấm này khi mà nó gặp điều kiện có lợi thì nó sẽ còn sinh sôi nảy nở nữa, nó sẽ tạo ra một độ quân rất là vững chắc, bảo vệ cái vườn chúng ta khỏi sự tấn công của nấm bệnh, vi khuẩn vân vân. Thì video mình chia sẻ về sản phẩm Chicho de Magog Casinola này là hết. Thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.